được sản xuất từ Mỹ bởi tập đoàn sản xuất phân bón sinh học tốt nhất thế giới. Sản phẩm SumaGrow Insight do công ty trách nhiệm hữu hạn SumaGrow Việt Nam độc quyền nhập khẩu và phân phối phân bón sinh học SumaGrow tại Việt Nam với nhiều tính năng, hiệu suất của sản phẩm như cải thiện việc hấp thu chất dinh dưỡng và nước, cải thiện sự phát triển của rễ, thân cây và năng suất trồng trọt, cải thiện hiệu quả của cây trồng trong việc sử dụng năng lượng mặt trời, giảm tác hại của côn trùng, vi khuẩn có hại, gia tăng hiệu quả của các vi khuẩn có lợi, cải thiện chất lượng đất và duy trì nguồn nước, cải thiện hương vị và chất lượng hoa màu. Với những hiệu quả mang lại đối với cây trồng, nhiều năm qua sản phẩm SumaGrow đã có mặt tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, đối với vùng chuyên canh cây ăn quả, huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên. Đây là sản phẩm thân thiện với người nông dân, mang lại năng suất, chất lượng sản phẩm, cũng như hướng tới một nền nông nghiệp sạch. Cùng với các loại cây trồng, sản phẩm SumaGrow còn góp phần quan trọng trong việc cải tạo môi trường nước đối với diện tích nuôi trồng thủy sản. Những nơi không thuận lợi về nguồn nước, khi sử dụng sản phẩm SumaGrow sẽ giúp cải thiện môi trường nước, giúp cá khỏe, tăng năng suất. Phân bón SumaGrow được nhập khẩu nguyên chai từ Mỹ về. Thì trong về cái công dụng của cái phân bón SumaGrow này thì nó gồm có sử dụng cho trên tất cả các loại cây rau củ quả và xử lý môi trường nước trên ao cá, đồng thời là xử lý tất cả các loại lấm bệnh trên ao, xử lý tất cả các rong rêu tảo hoa, xử lý tất cả cái môi trường nước như là bể phốt, bể bioga và các loại là ao tù, nước thối vân vân. Đồng thời là cũng là xử lý cho kể về là ủ phân chuồng cũng như là các cái loại phân bón khác ở trên thị trường hiện nay. Với môi trường nước thì nên sử dụng là đối với bà con nông dân thì chúng ta nên tập trung là đầu tiên là phải xử lý về cái môi trường nước trước. Đấy, chính vì cái môi trường nước đó là do là bà con là cho thức cá là ăn nhiều thức ăn quá thì từ cái thức ăn cá đó nó sẽ sinh ra là cái tảo hoa và cái phân cá nó không được tiêu hủy đi thì nó sinh ra cái tảo hoa và cái chế phẩm sinh học này thì nó có các cái dòng vi sinh vật để nó ăn tiêu hủy hết tất cả các cái tảo hoa để trở thành chất hữu cơ cho cá ăn. Và đồng thời trong cái chế phẩm sinh học này nó có cái hoạt chất của dòng sinh vật đó là lấm Trichoderma, nó xử lý hết toàn bộ cái lấm ở trên ao thì lúc đó là ao của bà con sẽ hoạt động và cá sẽ rất chi là khỏe. Từ thực tiễn trên, nhằm hỗ trợ và giúp cho người nuôi trồng thủy sản tiếp cận sản phẩm sạch, an toàn và tăng năng suất sản phẩm, vào giữa tháng 3 năm 2021, tại xã Việt Lập, công ty SumaGrow Việt Nam đã tiến hành khảo nghiệm, tập huấn xử lý nguồn nước tại ao nuôi cá của hộ gia đình ông Giáp Văn Phong, thôn Đông An Vàng. Sau hơn 10 ngày sử dụng sản phẩm SumaGrow, nước trong ao của hộ gia đình ông Giáp Văn Phong đã có sự biến đổi tích cực. Nước trong hơn, cá khỏe hơn. Nhiều năm nuôi cá, đây cũng là lần đầu gia đình ông Phong được tiếp cận và sử dụng sản phẩm xử lý nước trong ao của công ty SumaGrow Việt Nam. Qua theo dõi, bước đầu cho thấy chất lượng nước tốt. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng cho người chăn nuôi. Các cái vụ trước ấy là cái nguồn nước mà nuôi vào những cái giai đoạn cuối là nước là rất là kém, rất là xấu, mà cá là nó ăn kém và nó cái tốc độ tăng trưởng là nó kém. Sau khi là có sử dụng cái chế phẩm sinh học SumaGrow của cái sản xuất cái sản phẩm này là nó xuất phát từ Mỹ, cái nguồn gốc ở Mỹ. Thì qua cái xử lý cái thời gian là khoảng độ chục ngày ấy, thì cái môi trường nước nó được cải thiện là rất là tốt. Thế là cái thực tế thì là cái con cá là sống là nó khỏe mạnh hơn, tức là tôi cảm nhận thấy là cái con cá là nó có những cái thời gian là nó chơi và nó hoạt động rất là tốt, là khỏe mạnh. Còn trước khi là chưa xử lý là cái con cá là thường là nó hay bị lỗi và trong những cái lúc thời tiết nó thay đổi, thế và cái hoạt động của con cá là nó không được nhanh nhẹn đấy, kiểu như theo khi là chưa được xử lý nó như thế, nhưng mà xử lý rồi thì thấy con cá là nó rất là khỏe mạnh. Đưa cái sản phẩm xử lý nước ao này vào thì cũng là cái mới, chúng tôi cũng đang thử nghiệm ở một vài hộ. Nếu mà có kết quả tốt thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình cho các hợp tác xã để hướng dẫn các hợp tác xã viên, hợp tác xã là sử dụng cái sản phẩm
xử lý nước ao này. Việt Lập là địa phương có thế mạnh về phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện Tân Yên. Dù không phải là địa phương gặp thuận lợi về nguồn nước, nhưng địa phương này đã biết biến cái khó khăn ấy trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Nuôi trồng thủy sản đã mang lại thu nhập lớn đối với nhiều hộ nông dân ở Việt Lập. Hiện nay xã có 147 hectare thủy sản, trong đó có 111 hectare chuyên canh, còn lại là bán chuyên canh. Xã có 2 hợp tác xã chăn nuôi thủy sản với 300 xã viên tham gia. Thực tế, việc chăn nuôi của bà con phụ thuộc lớn vào nguồn nước trời. Vào những tháng mùa khô thì gặp khó khăn về nguồn nước. Bởi vậy, ảnh hưởng nhiều tới sản xuất của các hộ gia đình. Chính vì vậy, vấn đề được đặt ra đó là việc cải thiện về môi trường nước. Nhận thấy được những khó khăn của các hộ chăn nuôi thủy sản, công ty SmartGrow đã tập huấn, hướng dẫn một số hộ chăn nuôi tiếp cận với sản phẩm để cải thiện môi trường nước, để tăng năng suất. Nếu mà cái này nó có hiệu quả cao thì tăng thu nhập của người xã viên lên thì quả thật hợp tác xã có thu nhập lớn. Mà cái đó là cái mong muốn của hợp tác xã, làm sao mà xử lý được cái môi trường để phục vụ cho cái việc chăn nuôi thủy sản hiện tại và sau này, thì là liên kết với các cái nhà sản xuất, các nhà cung cấp để làm sao để làm cho xã viên có thu nhập cao. Với nhiều hộ chăn nuôi theo quy mô lớn thì hầu hết phải sử dụng máy sục không khí. Mỗi tháng các hộ phải bỏ chi phí không hề nhỏ vào tiền điện. Nhưng khi sử dụng sản phẩm SmartGrow thì không phải sử dụng máy sục khí mà nước vẫn đảm bảo, cá sinh trưởng, phát triển tốt và không bị bệnh. Cái chế phẩm mà mình mua ngoài thị trường kia là phải sục thì chắc chắn là mình phải sục. Cái sục này khoảng 3 kg thì mỗi một tiếng của nó hết 3 số. Thế thì mà sục ít nhất là phải khoảng chắc 5-6 tiếng thì đấy thì mới tắt được. Thì cái tiền điện thì bây giờ thị trường thì nó có rồi, giá cả nó có rồi đấy. Thế còn cái này thì nếu không phải sục thì nó sẽ đỡ được cái tiền điện. Sản phẩm chắc là sản phẩm này nhìn thế này thì tốt rồi, rất tốt. Sau khi bà con mà muốn sử dụng cái chế phẩm này mà để xử lý cái môi trường nước và cũng như là tất cả các loại tảo, lấm ở trên ao, thì thường thường là các loại lấm, các loại rong rêu tảo hoa và thì nó hay thường vào, nó giặt vào cái rìa bờ. Thế là chúng ta phải tập trung là chúng ta phải tưới nó dày hơn, và cái lượng chế phẩm sinh học ấy thì chúng ta nên tập trung vào rìa ao hơn là ở giữa ao. Đấy, thì nó mới đạt được cái kết quả. Đối với chế phẩm sinh học SmartGrow này thì bà con sử dụng trên cái ao thì chúng ta không cần phải bật máy sục lên. Đấy. Chính là các cái con vi sinh vật này nó là thay cho cái máy sục đi rồi. Xã Việt Lập là một trong những điểm sáng về phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung ở huyện Tân Yên từ nhiều năm nay. Hiện 13 thôn trong xã đều có diện tích ao nuôi cá. Điển hình như Đồng Sen, Nguyễn, Đông Am Vàng, Đông Khoát. Nhờ chăn nuôi thủy sản, kinh tế của các hộ gia đình đã ngày càng phát triển. Kinh tế xã hội của địa phương cũng ngày càng khởi sắc. Phòng nông nghiệp huyện thì có giới thiệu và cũng đưa cái chế phẩm về để cho bà con trong xã viên hợp tác xã chăn nuôi thủy sản của xã Việt Lập là tiếp ứng cái khoa học công nghệ phục vụ trong cái việc là chăn nuôi cái chế phẩm cho chăn nuôi thủy sản. Thế thì ở đây thì sau khi mà được vào, bà con đang thí điểm. Thế nhưng mà bước đầu là chúng tôi cũng thấy được là có những cái là hiệu quả ban đầu, là đánh giá cái cảm quan ban đầu đánh giá thì sẽ có khả quan để khắc phục được cái tình trạng nước tù và cái nước bị ô nhiễm để mà tiếp tục là phát triển cái thủy sản ở Việt Lập. Tỉnh Bắc Giang đang có bước phát triển mạnh về kinh tế xã hội cùng với phát triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, nhất là hướng tới nền nông nghiệp sạch là mục tiêu quan trọng của tỉnh. Cùng với đầu tư phát triển các mô hình sản xuất trang trại theo quy mô lớn, tỉnh ưu tiên việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt là sản phẩm phân bón vi sinh, giúp tăng năng suất và an toàn cho người nông dân, người sử dụng. Đồng hành nhiều năm với người nông dân của tỉnh Bắc Giang, công ty SmartGrow chúng tôi thấy được trách nhiệm lớn lao của mình, luôn nỗ lực cùng với chính quyền các cấp, cùng với người nông dân tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, tăng năng suất cho cây trồng, vật nuôi, mang lại nguồn thu nhập cho người nông dân, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển.